Trợ lý Vũ Linh bị hàng xóm bóc trần con người thật, Hồng Phượng nguy cơ bị cấm sóng. Ngoài hai người con nuôi sân khấu là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ Bình Tinh cùng con gái Hồng Loan, cháu gái nghệ sĩ Hồng Phượng, người luôn bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh những ngày ông gần đất xa trời là trợ lý Kim Nga. Tuy nhiên, sau khi cố nghệ sĩ qua đời, Kim Nga đã rời khỏi nhà theo lời mời của Hồng Loan. Lúc rời đi, cô còn đòi lại bàn thờ khiến dân mạng ném đá dữ dội. Kể từ đó, không ai biết tung tích của Kim Nga và cũng chưa từng thấy cô xuất hiện trên mạng xã hội. Bẵng đi một thời gian mới đây, một người phụ nữ tự xưng là hàng xóm của Kim Nga đã xuất hiện tại mộ phần Vũ Linh hé lộ gia cảnh của trợ lý cố nghệ sĩ. Người phụ nữ này cho biết, từ hồi nhỏ tới giờ Kim Nga nó thần tượng Vũ Linh dữ lắm. Nó tự nhiên bỏ nhà, cuốn đồ nó đi lên làm đệ tử của Vũ Linh Á. Khi YouTuber hỏi gia cảnh của Kim Nga, người phụ nữ này cho biết, gia đình nó không có khá giả đâu. Gia đình ông nội nó lúc còn sống thì khá, giờ ông mất rồi không khá đâu. Mình thì mình không dám nói chuyện của nó. Nói về tin đồn Kim Nga sở hữu mảnh đất cả ngàn mét vuông, người này phủ nhận. Nó làm gì có, chắc có lẽ Vũ Linh mua đó, tôi nghi vậy. Nhưng tôi thấy không biết nghĩ sao mà Kim Nga, nó đòi lấy bàn thờ của Vũ Linh để làm gì. Tôi cũng thắc mắc cái đó nữa, lấy làm gì để người ta thờ. Nếu mà mình tưởng nhớ thì mình lấy tấm hình Vũ Linh về mình thờ, chứ lấy bàn thờ làm gì. Lấy vậy không có tốt. Để vong hồn của người mất yên tĩnh, Kim Nga này cũng bậy lắm. Bàn thờ là cái bàn vong không nên lấy, người này nhấn mạnh. Từ lúc Kim Nga dọn ra khỏi nhà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chị gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Theo người hàng xóm, Kim Nga cũng không trở về Bình Chánh, nơi gia đình cô đang ở. Không biết nó đang ở đâu luôn, nhà cửa thì ông nội nó mất thì ba nó ở. Nó có đứa em gái nữa, em của Kim Nga đẹp lắm, mẹ nó thì bán bún riêu. Ở xóm không ai yêu mến gia đình Kim Nga, không ai chơi đâu. Trước nghi vấn liệu Kim Nga có được Vũ Linh tặng nhà, người hàng xóm cho hay. Tôi nghĩ chắc cũng có, nghe nói Kim Nga nó có nhà ở đâu á. Nó làm đệ tử ông từ 12 tuổi tới giờ lận mà. Chưa rõ thực hư câu chuyện và độ chính xác. Lời chia sẻ của người phụ nữ trên, song đa số khán giả đều ném đá Kim Nga, cho rằng cô tham lam và cạn tàu giáo máng. Giữa lúc câu chuyện về Kim Nga bị phanh phui thì mộ phần Vũ Linh cũng bị quấy phá, khiến con gái ông vô cùng bức xúc. Theo đó, một khán giả vì quá yêu mến ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng đã gửi tặng ông một cặp kỳ lân đá với kích thước khá to và đẹp. Tuy nhiên, ban quản lý nơi đây đã không cho đặt món quà này tại mộ Vũ Linh vì khá chiếm diện tích và ảnh hưởng đến các khu vực mộ xung quanh đó. Điều này gây nên sự bức xúc với người hâm mộ của nam nghệ sĩ. Ngay khi nhận được thông tin này, Hồng Loan đã đăng tải ngay dòng trạng thái trên trang cá nhân để cảm ơn và xin lỗi khán giả. Cô viết: "Hôm nay con có nhận thông tin từ Hoa Viên. Đầu tiên con xin cảm ơn tấm lòng của tất cả cô chú, anh chị khán giả đã yêu thương ba con, đã lên Hoa Viên thắp cho ba nén nhang, mua cho ba hoa, trái cây, cũng như những món quà. Nhưng từ đây cũng xảy ra những vấn đề con và gia đình không thể kiểm soát được, cũng như chuyện xảy ra hôm nay trên Hoa Viên là điều mà con, Hoa Viên cũng như các cô chú, anh chị khán giả đều không mong muốn. Nên từ nay con xin phép không nhận những bức tượng đá đặt để lên mộ ba nữa. Vì đây là ý kiến của Hoa Viên, không phải con không muốn nhận, vì thật sự tấm lòng của các cô chú dành cho ba quá nhiều. Con và gia đình rất trân trọng, nhưng lại không nhận hết được, cũng như Hoa Viên cũng không kiểm soát được. Con cũng đã trao đổi với bên Hoa Viên, nếu cô chú, anh chị có mong muốn gửi tặng, thì Hoa Viên có thể tạo điều kiện cho gia đình, là mang lên phòng triển lãm được thôi, không để tại mộ được nữa. Có thể lên mộ thắp cho ba nén nhang là ba và gia đình con đã trân quý lắm rồi ạ. Nhân đây con cũng xin phép được gửi lên Hoa Viên cặp kỳ lân bằng đá của một chị khán giả gửi tại mộ ba vào sáng hôm nay. Con mong sau bài viết này các cô chú anh chị khán giả gần xa sẽ hiểu và thông cảm cho gia đình con cũng như các anh chị công tác ở Hoa Viên ạ. Con xin cảm ơn nhiều lắm." Động thái hiểu chuyện và tinh tế của Hồng Loan nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Hẳn khán giả đã nổi giận vì bị từ chối cặp kỳ lân cũng sẽ thấu hiểu cho sự khó xử của Hồng Loan. Còn về phần Hồng Phượng, cháu ruột nghệ sĩ Vũ Linh, hiện tại một làn sóng tẩy chay cô đã được đại bộ phận khán giả thực hiện. Cụ thể, group anti Hồng Phượng có tên là Tẩy chay mẹ con Hồng Phượng, ủng hộ Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Ban đầu chỉ có hơn 2.000 thành viên, nay đã tăng lên hơn 36.000 thành viên, và con số này mỗi ngày một tăng đều. Không chỉ thế, các khán giả và các cư dân mạng đã quyết liệt gửi tin nhắn vào các page ở những nơi Hồng Phượng cộng tác như đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, các hãng phim, các bầu show ca nhạc để yêu cầu ngừng hợp tác với nghệ sĩ mà họ cho là thiếu đạo đức. Chưa dừng lại ở đó, các cư dân mạng còn liên tục thả phẫn nộ và report các trang fanpage của Hồng Phượng.
Điều đáng nói là số lượng fan của cháu gái Vũ Linh cũng giảm dần sau những phát ngôn của cô. Hồng Phượng chia sẻ trong họp báo rằng cô đã bị hủy show và nhiều nơi từ chối mời cô vì lùm xùm vừa qua của gia đình. Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay này sẽ theo Hồng Phượng một thời gian dài bởi những động thái sau đó của cô khiến nhiều người phẫn nộ. Giữa lúc Hồng Phượng bị tẩy chay, Hồng Loan bất ngờ đã đăng tải những dòng kêu gọi trên trang cá nhân của mình, chị viết. Loan xin phép được thông báo đến các cô chú, bác, anh chị, khán giả của ba đã từng quyên góp cho việc xây mộ và quyên góp trong các thất. Xin gửi các thông tin mà các khán giả đã chuyển khoản cho bác Thành, Hồng Phượng, cô Hồng Nhung, chị Kim Nga và Ngô Long Hồ, chồng Hồng Phượng và cả vợ chồng anh Sô, con nuôi của ba nếu có. Xin gửi gấp về các thông tin ấy để Loan nhờ đến chính quyền vào cuộc để Loan có thể lấy lại danh dự cho ba và để ba được an lòng. Nhờ mọi người chia sẻ mạnh giúp em xin cảm ơn rất nhiều. Với mong muốn nhờ chính quyền can thiệp vào câu chuyện để lấy lại danh dự cho ba, Hồng Loan đã không ngần ngại kêu gọi khán giả cùng cô đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận ủng hộ và khích lệ Hồng Loan được cư dân mạng để lại. Quất là cuối cùng họ nói, cạn tàu giáo máng, xem clip nghẹn thay cho Loan, cố lên Loan nhé. Hồng Loan làm rất chuẩn và rất đúng, vì chính nghĩa và lòng tự trọng nên ủng hộ Hồng Loan. Chúc mừng em mạnh mẽ lên em nhé, có pháp luật và khán giả ở cạnh em rồi nha. Rất đúng, Hồng Loan phải làm dứt điểm, làm đến cùng để lấy lại danh dự cho ba. Hồng Loan cố lên. Rõ ràng minh bạch là điều cần làm, luôn ủng hộ chị. Nếu Hồng Phượng đang phải đối diện làn sóng phản đối mạnh mẽ thì ngược lại, Hồng Loan lại nhận được sự ủng hộ từ khán giả lẫn các nghệ sĩ. Mới đây, khán giả vô cùng bất ngờ khi con trai nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tổ chức sinh nhật nhưng chỉ mời Bình Tinh và Hồng Loan nhưng không có mặt của Hồng Phượng.